Tổng thống Macron tiết lộ nhóm tấn công Nga từng cố gắng nhắm vào Pháp. Ukraine nói Nga cố gắng phá phòng tuyến để tiến về thành phố Chasovia. IS cảnh báo có thể tiếp tục tấn công nhằm vào Nga sau vụ xả súng ở nhà hát tại Moscow. Hoạt động xuất khẩu dầu của Nga bắt đầu ngấm đòn trừng phạt phương Tây. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Macron cho biết Pháp kết luận IS là thủ phạm tấn công nhà hát ở Nga hôm 22 tháng 3 và nhóm khủng bố này từng một số lần nhắm vào Pháp. Ông Macron nói, Pháp nhận được tin tình báo rằng một thực thể thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công ở Moscow. Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, chính nhóm này từng cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công vào lãnh thổ chúng tôi. Trước đó một ngày, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất nhằm đối phó với mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước. IS từng nhận trách nhiệm gây ra một số vụ tấn công tại Pháp, trong đó có vụ tấn công ở nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Ông Macron cho biết Pháp đã đề nghị tăng cường hợp tác chống khủng bố với các cơ quan an ninh Nga và hai bên sẽ liên hệ ở cấp bộ trưởng và kỹ thuật. Tổng thống Pháp sẽ không đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Hai lãnh đạo chưa trao đổi kể từ loạt cuộc điện đàm hồi năm 2022 khi ông Macron tìm cách thuyết phục ông Putin không tiến hành chiến dịch ở Ukraine. Ông Macron cho hay, chúng tôi sẽ xem tình hình trong những ngày tới hoặc tuần tới sẽ thay đổi như thế nào và liệu có đủ để tiến hành cuộc đối thoại cá nhân hay không. Tổng thống Macron cũng cảnh báo Nga không được lợi dụng vụ khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào. Ông nói, nếu Nga sử dụng nó làm cái cớ để chống lại Ukraine, điều đó sẽ gây ra hoài nghi và phản tác dụng. IS-ISK, chi nhánh Afghanistan của IS, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall khiến nhiều người thương vong. Nhóm này đồng thời cũng đăng ảnh video cho thấy 4 thành viên tấn công vào dân thường. IS cho hay vụ khủng bố là một phần trong cuộc chiến chống lại những bên đàn áp đạo Hồi. Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về vai trò của IS trong vụ khủng bố. Hôm 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói 4 nghi phạm sau khi gây án đã tìm cách chạy về biên giới Ukraine, thêm rằng một số người ở phía Ukraine đã chuẩn bị sẵn lối thoát cho các tay súng, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác cáo buộc của Tổng thống Putin cho rằng Nga đang tìm cách đổ lỗi cho Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podolyak cho rằng thông tin của ông Putin là không hợp lý do khu vực biên giới Nga-Ukraine dày đặc mìn cùng nhân viên an ninh và binh sĩ Nga, nên nhóm nghi phạm không thể vượt qua. Ngày 24 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng khẳng định Ukraine không liên quan tới vụ tấn công và IS-ISK là thủ phạm gây ra sự việc. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Mỹ đang sử dụng IS làm bình phong che đậy cho Ukraine, lưu ý rằng Washington từng ủng hộ các tay súng Mujahideen chống lại lực lượng Liên Xô tại Afghanistan hồi những năm 1980. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngày 25 tháng 3, sĩ quan phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine, ông Oleg Kalashnikov cho biết, tình hình gần Chasovia đang rất căng thẳng khi Nga cố phá phòng tuyến để tiến về thành phố nằm ở phía tây Bakhmut. Ông nói, tình hình liên quan đến Chasovia rất khó khăn và căng thẳng. Đối phương đang cố gắng vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận Chasovia. Ông Kalashnikov cho biết, Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường với sức công phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine. Cùng ngày, kênh RIBA của Nga đưa tin, các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về thành phố Chasovia, kiểm soát hơn một nửa làng Bogdanovka. Lực lượng Ukraine vẫn giữ vị trí phía tây nam làng Bogdanovka, song đang rút dần về vị trí đã chuẩn bị sẵn gần Chasovia. Sau khi Nga kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023, Ukraine đã quyết định rút về thành phố Chasovia. Thị trấn Ivanovskoy và làng Bogdanovka nằm cách Chasovia vài km về phía đông. Nếu giành được Chasovia, Nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass. Trong vài tháng qua, quân đội Ukraine đã phải chuyển sang thế phòng ngự do thiếu đạn và gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn đang bị kẹt tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến kéo dài 1.000 km, đạt được nhiều thành công và mở rộng sự kiểm soát lên một số khu vực dân cư. Trong thời gian gần đây, Nga cũng đã tăng cường tần suất các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã sử dụng gần 190 tên lửa, 140 máy bay không người lái UAV và thả gần 700 quả bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vụ tập kích nói trên nhằm trả đũa những vụ pháo kích và xâm nhập gần đây của đối phương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang nhằm mục tiêu đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine nhân lúc họ thiếu đạn và vũ khí phòng không. Cuối tuần trước, một nhóm người có vũ trang đã xông vào tấn công những người có mặt tại hội trường nhà hát Krakow City ở ngoại ô Moscow. Ngay sau đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Mới đây, kênh truyền thông của ISISK đăng tải một tấm áp phích có thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Tấm áp phích này do kênh truyền thông của ISISK Al-Azaim thực hiện. Đây là chân rết của IS, nhóm khủng bố từng bị Nga loại bỏ ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết 4 nghi phạm đến từ Tajikistan phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố và đều đã nhận tội. Al-Azaim cho rằng hình ảnh của nghi phạm xuất hiện tại tòa cho thấy những đối tượng này dường như đã bị tấn công. ISISK cảnh báo, để phản đối điều này, nhóm sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào Nga. Trước đó, IS tung hình ảnh và video các tay súng của nhóm tấn công vào đám đông trong nhà hát. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn đang điều tra vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh họ vẫn đang điều tra kẻ chủ mưu đứng sau những phần tử cực đoan này. Giới chức Nga trước đó nói rằng 4 nghi phạm bị bắt khi đang tìm cách chạy trốn sang Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây phủ nhận sự liên quan của Kiev trong vụ việc. Washington cho rằng IS là thủ phạm duy nhất. Vụ tấn công ở Moscow đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế đối với IS, nhóm từng kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Trung Đông 10 năm trước. Nhánh ISISK đã bắt đầu có dấu hiệu hoạt động tích cực trở lại ở Afghanistan và không chỉ tấn công các mục tiêu trong nước này, mà chúng còn nhắm vào các nước láng giềng Iran và Pakistan. ISISK cũng bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực với Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Tajikistan, gần đây đã trấn áp các âm mưu được cho là do các phần tử cực đoan này đứng sau. Trong một bài viết trên kênh truyền thông của ISISK, nhóm tuyên bố rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều, cho thấy tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới của IS. Chuyên gia và giới chức các nước cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ nhóm IS tới tình hình an ninh và ổn định trên toàn cầu. Nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm SOFAN, Mỹ, ông Colin Clark cảnh báo ISISK đặt ra một mối đe dọa đáng kể và các cuộc tấn công cũng như âm mưu của chúng từ Trung Đông đến châu Âu đều chứng tỏ rằng nhóm này vẫn có ý định tiến hành các cuộc tấn công. Ngành dầu mỏ Nga đang đối mặt thách thức do lệnh trừng phạt tăng cường của phương Tây. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp đang khiến các ngân hàng toàn cầu lo ngại. Do đó, các ngân hàng và công ty Nga đang tìm những cách khác nhau để thực hiện thanh toán xuyên biên giới. Ngày 25 tháng 3, mạng tin Business Insider dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, việc phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước này đang ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Moscow. Theo một báo cáo chính thức, bà Nabiullina tiết lộ, sau đợt sụt giảm vào đầu năm nay, xuất khẩu đã phục hồi trở lại nhờ giá dầu tăng. Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 10% trong năm nay. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cản trở quá trình này, đề cập đến các hạn chế thương mại nhằm ngăn cản các bên thứ ba ngoài Mỹ hoặc Liên minh châu Âu EU hợp tác kinh doanh với Nga. Nền kinh tế Nga vẫn kiên cường trong hơn 2 năm sau cuộc xung đột ở Ukraine và giữ các lệnh trừng phạt thương mại khiến phương Tây khó chịu. Điều này một phần là do Nga, gã khổng lồ về năng lượng, đã duy trì xuất khẩu của mình bằng cách chuyển hướng sang các thị trường thay thế như Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, truyền thông địa phương đưa tin một số ngân hàng trung ương đã tạm dừng thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị phương Tây trừng phạt. Giờ đây, các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt cũng đang quay lưng lại làm ăn với nước này vì sợ bị phương Tây trả đũa, tạp chí Phố Quân đưa tin vào tuần trước. Khách hàng hàng đầu của Nga là Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn. Ngày 22 tháng 3, tờ Forbes cho biết, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng chấp nhận dầu thô của Nga được giao bởi các tàu chở dầu do Subconflot điều hành, công ty vận tải thương mại lớn nhất của Nga đã bị Mỹ trừng phạt. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga, vì Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất về nhiên liệu hóa thạch của Moscow kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Hiện các công ty dầu mỏ tư nhân và nhà nước của Ấn Độ đã ngừng nhận dầu thô của Nga do các tàu chở dầu của Subconflot vận chuyển, bao gồm cả tập đoàn dầu khí Ấn Độ, công ty lớn nhất nước này. Các công ty dầu mỏ được cho là đang kiểm tra tất cả các tàu chở dầu để đảm bảo Subconflot hoặc bất kỳ tổ chức bị trừng phạt nào khác không vận hành chúng. Cuộc kiểm tra cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô của Nga bằng các tàu khác, khiến các tàu này cũng buộc phải chờ vài tuần ngoài khơi bờ biển Ấn Độ, mà không có mốc thời gian rõ ràng về thời điểm họ có thể giao hàng. Trong bối cảnh đó, bà Nabiullina đã đưa ra gợi ý về việc Nga sẽ tăng cường nỗ lực vượt qua các biện pháp trừng phạt. Bà nói với hãng thông tấn TASS rằng,
do các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thanh toán xuyên biên giới. Các ngân hàng và công ty Nga đang tìm ra những cách mới để thanh toán với các quốc gia khác nhau, và họ khá linh hoạt trong việc thay đổi các phương thức này khi khó khăn gia tăng.